À, chào nhạc sĩ Việt Trái. Chúc mừng năm mới nhạc sĩ Quang Đại. À, năm mới em phát tài chưa? Phát lộc chứ chưa phát tài. À, phát lộc. À, bây giờ là coi như là mùng 1, mùng 2, mùng 3. Tết cha, tết mẹ, tết thầy xong rồi bây giờ tết bạn bè. À, rồi bây giờ là tết bạn bè thì bây giờ đến đây là không có gì là chúc mừng là nhạc sĩ Quang An đậu, tức gọi là Quang Đao á, đừng có đau nữa mà nó không hề bớt bệnh đi. Bây giờ là năm mới là hạnh phúc vui vẻ phát tài phát lộc. 89 là đông khách rồi. À, cảm ơn anh, bây giờ là không gì hơn. Năm mới thì chỉ có nhạc sĩ Việt Trãi đến nhà mình là đầu tiên. Bữa nay là ngày 14. Nên là quay đẩu không có gì hơn. Bây giờ là đại diện gia đình chúc sức khỏe anh, làm sao đảm bảo sức khỏe cho tốt, viết lách và có những cái ca từ rất hay để mà góp phần giúp đỡ cho các anh em nhạc sĩ mà còn tay chân yếu mềm đó, để mà coi như anh em cố gắng làm sao hoàn thành một tác phẩm cho nó tốt. Bây giờ rồi xin mời anh em mình bây giờ, đầu năm không có gì hơn rồi chúc bây giờ là mình cũng tiếp nhọc nữa là xin trả lại. Bây giờ anh em mình đã gặp gỡ, đã nhiều nhắc nhau, bây giờ trưởng thành được rồi, bay cao hết rồi, lên tận trời xanh của mình rồi, nằm còn lang thang cái dưới đất mà anh em bay lên trời hết rồi. Nói chung là thôi, tinh thần anh em mình là tình cảm là quý hóa rồi. Anh với tôi là từ trước đến nay thì nói chung là anh em mình là thứ nhất là tất cả vì cái tình trong cái âm nhạc, và anh có những cái vấn đề mà bức xúc hoặc là có những vấn đề gì trong đời thường thì tôi là cái người mà có thể là hiểu rõ anh nhất để mà giúp đỡ anh trong những cái chặng đường vừa qua. Thì nói chung là anh em mình đã thành công và tôi rất mừng, và năm nay chúc anh em mình có những cái mới. Dạ, và có những cái mới hơn. Xin phép phát lời là đó là đến đây là cũng là xin có lời cảm ơn và rất cảm ơn Quang Đẩu đã giúp đỡ mình trên cái video clip, và trước đó để có được một chương trình nghệ thuật giới thiệu ca khúc Việt Đại của tỉnh mình cũng tổ chức, và là đoàn nhà hát nhạc Nguyễn Xanh anh em phải vất vả tập một tháng trời, và Việt Đại thu được tiền của Mạnh Thường Quân 133 triệu cấp để dành để chờ xây căn nhà rồi gọi là mái ấm phò thanh xanh. Nhưng mà cái việc đó là cái ơn của nhạc sĩ Quang Đẩu là mình không quên đâu. Sau này có cái căn nhà mới đó là khách mời danh dự đầu tiên của mình. Và một lần nữa là mình vừa cảm ơn và sẽ gửi lời hy vọng và chúc mừng là Quang Đẩu cái bài hát viết về Bình Định sẽ đạt giải cao nhà của nhà thơ bác gì đó. Hải Như, nhìn thôi bác Hải Như cái bài mình có thể hy vọng là có giải cao. Nếu ngày đó thì anh em mình sẽ nhịp cầu nhịp cầu sứ giả báo tin xuân, nhịp cầu sứ giả báo tin xuân bây giờ nó báo tin bác Hồ. Bác Hồ về rồi, cũng còn mong là cái lời chúc của anh là nó không gì hơn, nhưng mà cái niềm tin của mình là có một cái lời của đàn anh là chúc như vậy là mình rất mừng rồi. Còn cái chuyện mà giải hoặc là chúng như thế nào đó thì mình chỉ là cái hậu thôi. Nhưng mà trước tiên là cảm ơn anh nhạc sĩ Việt Trãi, đầu năm anh cũng dành chút cái thời gian anh ghé thăm gia đình. Đó là bây giờ trong qua cái clip này anh cũng là nhờ anh có gửi nhắn lên rồi, để anh gửi gắm cái lời này là chúc mừng các anh em văn nghệ sĩ nhạc sĩ đã từng quen biết nhạc Trãi một năm mới là an khang hạnh phúc tràn đầy, và xin gửi lời riêng cảm ơn nhạc sĩ Võ Cường của Đắk Nông trong chương trình của Việt Trãi đã gửi một đóa hoa rất đẹp để Việt Trãi có đóa hoa đã tặng cho nhà diễn viên nhà hát ca múa nhạc Vĩnh Xanh. Rồi xin chào năm mới, xin chúc mừng.